皆さん、こんにちは。Dũng Mori nói Hiền です。Xin chào mọi người, mình là Hiền của Dũng Mori. Bắt đầu từ hôm nay thì mình muốn làm một series về đọc báo. Mình sẽ lựa chọn ra những mẫu báo ngắn gọn và đơn giản để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu thêm một chút về thông tin xã hội của Nhật. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể luyện thêm về phần đọc hiểu nữa. Ok, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh Dũng Mori để theo dõi nhé. Mình sẽ đọc hết một lượt bài báo này, sau đó thì chúng ta sẽ quay lại từ đầu để dịch từng câu một nhé. タクシー会社は車椅子の人を乗せないと言ってはいけません。 Mình sẽ đọc xuống bài nhé. ユニバーサルデザインタクシーはドアが大きくて車の中が広いタクシーです。 体に障害がある人やお年寄りなども乗りやすくしてあります。 体に障害がある人たちの団体が調べると、車椅子を使っている人がこのタクシーを利用できなかったことがありました。 はい、次。120回のうち32回、タクシー会社の人は車椅子の人をタクシーに乗れませんでした。 国は19日、タクシー会社の団体にユニバーサルデザインタクシーを法律通り利用できるようにしてください。 と言いました。はい、そして車椅子を乗せる機械の使い方がわからないとか、車椅子は乗るときや降りるときに時間がかかるなどと言って、乗せないことは法律に違反していると言いました。はい、最後ですね。国がタクシー会社を注意するのは去年に続いて2回目です。 OK。 Đầu tiên sẽ là phần tiêu đề. Chúng ta có taxi gai sạ. Chủ ngữ ở đây đúng không? Chính là những công ty xe taxi này. Thì vete wa ikemasen, đúng không? Sẽ là không được phép làm gì đó, không được phép gì đấy. Nói gì đây? Kuruma isu no hito o nosenai. Kuruma isu ở đây sẽ là gì nhỉ? Xe lăn nhá. Kuruma isu no hito là những người ngồi xe lăn. Vậy thì cái tiêu đề này sẽ là gì nhỉ? Những công ty taxi, những người lái taxi đúng không? Thì không được phép từ chối, không được phép nói là gì đấy? Không cho người ngồi xe lăn lên taxi. Là không được từ chối những khách hàng là người ngồi xe lăn. Ok, vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào bài phía dưới này. Câu đầu tiên, Universal Design Taxi wa doa ga okikute kuruma no naka ga hiroi taxi desu. Chủ ngữ chúng ta có từ hóa ngược lại đây đúng không? Thì đầu tiên, universal là toàn bộ, tất cả này. Tiếp theo chúng ta có từ design là thiết kế đúng không? Vậy thì sẽ là những chiếc xe taxi được thiết kế nhỉ, dành cho mọi người. Tức là đối tượng sẽ là tất cả mọi người, đúng không? Thì nó có đặc điểm như thế nào? Nó là một chiếc xe taxi đúng không? Có hai đặc điểm. Đầu tiên là doa ga okikute, nó sẽ có cánh cửa lớn, đúng không nào? Tiếp theo là kuruma no naka ga hiroi. Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Bên trong ô tô sẽ rất là rộng, không gian bên trong sẽ rộng đúng không? Tiếp theo chúng ta có 体に障害がある人やお年寄りなども乗りやすくしてあります. Chúng ta có gì nhỉ? Đầu tiên ở đây đúng không? Chúng ta có từ 障害 là cản trở, là trở ngại này. Thì cái cả cái cụm 体に障害がある人 là những cái người bị khuyết tật mọi người nhá. Những người bị khuyết tật. Còn otoshiyori thì rất là đơn giản là người lớn tuổi đúng không? Người lớn tuổi, người cao tuổi này. Thì cũng thế nào đó, tức là ngay cả những người bị khuyết tật hay là những người lớn tuổi vân vân, nado là vân vân đúng không? Thì cũng có thể thế nào đó. Noriyasuku shite arimasu, đúng không? Chúng ta có mẫu câu là động từ sẽ bỏ masu đi cộng với yasui sẽ là gì nhỉ các bạn? Đúng rồi, là dễ dàng làm gì đó đúng không? Vậy thì noriyasui sẽ là dễ dàng lên xe. Ngoài ra thì có mẫu câu vete arimasu sẽ là nói về gì nhỉ? Trạng thái của một chủ thể nào đấy, đúng không? Tức là cái dạng xe taxi này sẽ được thiết kế như thế nào nhỉ? Thiết kế làm sao mà ngay cả những người khuyết tật hay là những người lớn tuổi, vân vân, có thể là những đối tượng khác nữa đúng không? Thì vẫn có thể dễ dàng lên xe được. Được chưa nhỉ? Hay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sang câu tiếp theo nhé. 体に障害がある人たちの団体が調べると 車椅子を使っている人がこのタクシーを利用できなかったことがありました。 Chủ ngữ của chúng ta chính là ở đây đúng không? Chính là karadani shogai ga aru hito tachi no dantai. Dantai là gì nhỉ mọi người?
Đan-tai là một đoàn thể, là một tổ chức đúng không nào? Vậy thì những tổ chức của những người này, ta chỉ ở đây chính là nói về số nhiều nhá. Những người bị khuyết tật, tổ chức của những người bị khuyết tật thì họ đã shiraberu. Shiraberu là gì mọi người nhỉ? Là tìm hiểu, điều tra đúng không? Thì họ đã có tìm hiểu, có điều tra thì kết quả là gì nhỉ? Thì ở đây có thêm này. Những người sử dụng xe lăn đúng không? Những người sử dụng xe lăn thì đã từng veta koto ga arimashita. Là đã từng làm gì đó, mẫu câu của N5 đúng không? Đã từng không được sử dụng dio nhá, dio là sử dụng. Đã từng không được sử dụng cái loại taxi này. Tức là những tổ chức của những người bị khuyết tật đúng không? Họ có điều tra thì được biết rằng thì là những người ngồi xe lăn thì đã từng bị từ chối, tức là không cho lên xe. Được chưa? Hay. Ok, chúng ta sang phần tiếp theo. Hey, phần tiếp theo nhá. 120 cái のうち32回タクシー会社の人は車椅子の人をタクシーに乗れませんでした。Hey, chúng ta có phần gì nhỉ? 120 cái のうち, tức là trong tổng 120 lần thì có 32 cái, có 32 lần như thế nào đấy đúng không? Chủ ngữ ở đây sẽ là taxi 会社の人, là những người của công ty xe taxi này. Tổng 120 lần thì có đến 32 lần những người của công ty xe taxi, những tài xế đúng không? Đã không cho ai, không cho người ngồi xe lăn lên taxi. Đúng không? Tổng 120 lần này thì có 32 lần tài xế đã không cho người ngồi xe lăn lên taxi. Ok chưa nhỉ? Hay. Tiếp theo nhé. 国は19日、タクシー会社の団体にユニバーサルデザインタクシーを法律通り利用できるようにしてくださいと言いました。Chủ ngữ của chúng ta ở đây, cự nhi quá, chính là đất nước, chính phủ đúng không? Thì đã làm gì đấy? Đã nói rằng thì là, nói gì thì nó chính là cái phần nội dung ở trong ngoặc này nhá. Còn taxi gai sạn, nộ đàn tài nhị chính là chính phủ thì nói với ai? Nói với những tập thể, những công ty xe taxi. Là gì đây nhỉ? Vê được yêu nhí shite kudasai. Hãy làm gì đó, hãy cố gắng làm gì đó. Hãy cố gắng làm sao để cho tất cả mọi người đều có thể đi yêu, vừa chúng ta gặp rồi là sử dụng đúng không? Để cho mọi người đều có thể sử dụng cái loại xe taxi này theo đúng như những gì mà pháp luật đã quy định. Được chưa? Hô đi sự là pháp luật này. Do o đi nhá. Thực chất ra mẫu câu này chính là danh từ no to o đi. Ở N4 chúng ta có học đấy. Là theo như, đúng như cái gì đấy. Thế nhưng khi cộng trực tiếp với danh từ không thông qua trợ từ no thì nó sẽ biến thành do o di nhá, nhá. Sẽ dịch là theo như hoặc là đúng như. Được chưa? Mình dịch lại câu này nhá. Sẽ là chính phủ thì đã nói rằng thì là, đã nói với những nhà công ty xe taxi rằng thì là thì nhỉ? Hãy để cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng những chiếc taxi này theo đúng như những gì mà pháp luật đã quy định. Ok. Tiếp theo này. そして vừa nãy đã nói gì đó và bây giờ lại nói thêm một điều gì đó đúng không? そして車椅子を乗せる機械の使い方がわからないとか、とかね。車椅子は乗るときや降りるときに時間がかかるなどと言って乗せないことは法律に違反していると言いました。Và họ lại nói thêm một điều gì đó nữa. Họ nói là ai nói? Vẫn là cự nhi nhá. Vẫn là cự nhi, vẫn là chủ ngữ của về trước thôi. Và họ tiếp tục nói rằng thì là cái việc mà nói hoặc là lấy lý do đúng không? Thì lý do gì? Hai cái trong ngoặc này chính là cái lý do mà những công ty taxi đưa ra. Ở đây chúng ta có từ tổ cà là gì nhỉ? Liệt kê nối vào thôi nhá. Liệt kê này. Cái việc mà lấy lý do là hai lý do này, chúng ta sẽ dịch từng lý do một nhá. Như nhỉ? Không biết cách sử dụng Skykata này, cách sử dụng của cái máy mà để cho xe lăn lên xe, lên taxi ấy. Hoặc lý do tiếp theo là những cái xe lăn ấy thì sẽ rất là tốn thời gian khi mà lên xe hoặc là xuống xe, à ngược nó xuống xe hoặc là lên xe này, đúng không? Nếu mà lấy hai cái lý do này, một là không biết sử dụng máy móc, hai là tốn thời gian để mà không cho người ngồi xe lăn lên xe thì việc đó là gì đấy? Hoditsu ni ihan. Hoditsu là pháp luật đúng không? Ihan thì là vi phạm mọi người nhé. Vi phạm. Thì cái việc đó chính là vi phạm pháp luật. Chính phủ vừa lại nói gì nhỉ? Nhắc nhở những công ty taxi làm sao để cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng được dịch vụ của chiếc xe này. Ngoài ra nhắc nhở, nhấn mạnh thêm rằng thì là cái việc mà lấy lý do là không biết cách sử dụng máy móc hay là tốn thời gian để mà không cho người ngồi xe lăn lên taxi thì cái việc đó là vi phạm pháp luật. Ok? Rồi.
Tiếp theo nhé, câu cuối cùng này. 그녀가 택시 회사를 지휘하는 것은 去年에 続いて 2回目です. Đây này là 매 này. 2回目 là lần thứ hai rồi mọi người nhé. À, ở đây sẽ là chủ ngữ phần dịch phía ngược lại đúng không? Cái việc mà chính phủ nhắc nhở những cái công ty xe taxi này thì từ năm ngoái, tính từ năm ngoái cho đến nay thì đây đã là lần thứ hai liên tiếp rồi. Chữ dây tệ liên tiếp, lần thứ hai rồi. Đấy nhỉ? Tức là họ đã nhắc nhở từ năm ngoái rồi và năm nay lại nhắc nhở lại thêm một lần nữa. Ok chưa nhỉ? Ok, vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài báo này rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ tổng hợp lại một chút về những cái từ vựng và những cái ngữ pháp đã gặp trong bài này để chúng ta có thể nhớ lại nhé. Hay, đây là phần từ vựng, sẽ có một vài từ vựng mà chúng ta cần nhớ. Đầu tiên sẽ là 車 있어. 車 있어 là xe lăn mọi người nhé. Số 2 sẽ là 障害 là sự cản trở hoặc là trở ngại. Thì mọi người hãy nhớ luôn cả cái cụm là 体に 障害가 ある人, chính là người nhỉ, người khuyết tật. Ok. Câu số 3 là 団体 là đoàn thể tổ chức này. Số 4 là 法律 là pháp luật. Số 5 là 違反 là vi phạm, 違反 する nhá. Số 6 là 注意 する là chú ý nhắc nhở. Chưa? Tiếp theo chính là phần ngữ pháp. Một vài ngữ pháp chúng ta cần chú ý như sau. Đầu tiên là động từ bỏ mắt sợ cộng với yasui sẽ là dễ làm hành động về gì đó, dễ dàng làm về. Ngoài ra thì cái gì nhỉ? Nó có một mẫu câu trái ngược với nó nữa thì động từ vẫn bỏ mắt sự đi cộng với gì nhỉ? Nikui. Mọi người còn nhớ không? Nikui nhá. Sẽ là khó làm gì đấy đúng không? Tiếp theo mẫu câu số 2 VT arimasu là có làm gì đó, nói về trạng thái đúng không? Giải thích thể hiện cái trạng thái của một chủ thể nào đấy. Số 3 là VETA KOTO GA ARIMASU ở N5 là đã từng làm V, đúng không? Số 4 chính là mẫu câu TO IMASU, TO IMASHITA. Thì ở trước nó kết hợp có thể là một câu hoàn chỉnh hoặc là thể thường. Thể thường ở đây chính là thể thường của động từ, tính từ, danh từ đều được mọi người nhé. Ok, hey, vậy là kết thúc rồi. Các bạn thấy có dễ không? Ok, vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé. Bye bye!